Xin chào ba mẹ, mình là Ngọc Thương, chuyên gia phát triển ngôn ngữ của Team Mẹ Việt. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp lại 10 cái sai lầm phổ biến nhất mà ba mẹ thường hay gặp phải trong quá trình dạy nói, khiến cho con vẫn cứ bị chậm nói kéo dài nhé. Ba mẹ hãy tránh những cái lỗi sai này để giúp con mình có thể là kích thích ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ và con học nói nhanh hơn. Sai lầm thứ nhất đó là ba mẹ chỉ tập trung dạy từ vựng cho con dưới dạng từ đơn, từ đôi mà ba mẹ quên đi là chúng ta phải kích thích cho con cả câu. Ví dụ, thay vì chúng ta chỉ dạy con là cá, con cá thì chúng ta sẽ dạy con cả câu là cá, cá vàng, đây là con cá vàng. Khi mà ba mẹ kích thích cho con cả câu như thế thì sẽ giúp cho con phát triển ngôn ngữ nhanh hơn, học được nhiều từ vựng hơn, học được cách diễn đạt. Và nhất là con sẽ nhanh chóng chuyển từ giai đoạn nói từ đơn, từ đôi sang giai đoạn nói cả câu, câu ngắn, câu dài, cụm từ ba mẹ nhé. Thứ hai, đó là học mà không đi đôi với thực hành. Sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu như ba mẹ dạy cho con rất nhiều về các chủ đề màu sắc, hình khối, gọi tên các bộ phận trên cơ thể hoặc là gọi tên các con vật, gọi tên các hoạt động vân vân, nhưng con lại không được trực tiếp áp dụng vào trong cuộc sống. Chính vì thế khi mà ba mẹ dạy cho con về những chủ đề như là từ vựng về màu sắc nè, thì ba mẹ hãy cùng với con chơi trò chơi gọi tên tất cả các màu sắc đồ vật ở trong gia đình, các đồ chơi mà con đang chơi, vân vân. Thì như thế sẽ khiến cho con cảm thấy là việc học nó hữu ích với con hơn và con sẽ thích nói, hợp tác học nói hơn ba mẹ nhé. Thứ ba, đó là không áp dụng phương pháp tắm ngôn ngữ thụ động cho con. Rất là nhiều ba mẹ còn chưa biết đến phương pháp này hoặc là vẫn còn nghi hoặc về hiệu quả của phương pháp này. Nhưng thực ra con của chúng ta học ngôn ngữ tốt nhất bằng cái phương pháp tắm ngôn ngữ thụ động. Đó là con thường xuyên được nghe, được kích thích ngôn ngữ. Tuy nhiên đây chính là cái cách mà con phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất. Con vẫn đang áp dụng hàng ngày mà chúng ta chưa chú ý đến. Chính vì vậy để ba mẹ có thể tắm ngôn ngữ cho con hiệu quả thì ba mẹ hãy cho con nghe thật nhiều những bài hát thiếu nhi nè, thơ mầm non nè, đồng dao, truyện cổ tích. Thì con nghe càng nhiều, con sẽ càng tích lũy được một cái lượng lớn vốn từ vựng, học được cách diễn đạt và con mình sẽ càng nhanh nói, bật âm một cách tự nhiên ba mẹ nhé. Ở phương pháp tắm ngôn ngữ thụ động, ba mẹ thực hiện hàng ngày đều đặn như thế sẽ rất là nhanh mang lại hiệu quả. Chính vì thế ba mẹ đừng bỏ qua cái phương pháp cực kỳ hiệu quả này nhé. Thứ tư, đó là ba mẹ không đọc sách cho con. Có rất là nhiều ba mẹ nghĩ rằng là con còn nhỏ, con có thể là sợ là con không thích sách, hoặc là nghĩ là việc đọc sách cho con không mang lại nhiều lợi ích. Ba mẹ nghĩ rằng là con chưa biết chữ cho nên là chưa cần phải đọc sách. Tuy nhiên không phải như thế đâu ba mẹ nhé. Chúng ta đọc sách cho con sẽ giúp con kích thích cái vùng ngôn ngữ của con phát triển cực kỳ tốt. Đặc biệt là ở trong sách thì nó sẽ có những cái mẫu câu ngắn giúp cho con dễ dàng nghe, ghi nhớ và con có thể lặp lại, con có thể bắt chước một cách rất là dễ dàng, bật âm một cách tự nhiên. Chính vì thế mà ba mẹ đang dạy con tập nói, ba mẹ đang chữa chậm nói cho con thì ba mẹ nhất định phải cho con đọc sách, và càng đọc nhiều sách thì ba mẹ sẽ thấy là con sẽ cải thiện cái việc học nói cực kỳ nhanh. Thứ năm, đó là ba mẹ lười giao tiếp. Con sẽ không thể nào chủ động giao tiếp, hoặc là con sẽ không thể biết cách trả lời câu hỏi, con sẽ không biết cách đặt câu hỏi nếu như ba mẹ lười giao tiếp nhé. Con học bằng cách bắt chước. Chính vì thế cho nên ba mẹ muốn con như thế nào thì ba mẹ hãy thực hiện đúng như vậy để con sẽ bắt chước theo. Trong quá trình dạy nói, ba mẹ nên thường xuyên giao tiếp với con, trò chuyện với con, hỏi chuyện con thật nhiều để dạy con cách đặt câu hỏi nè, hỏi chuyện con thật nhiều để giúp con học cách trả lời câu hỏi nè và học cách diễn đạt. Khi mà con nghe hỏi nhiều và trả lời nhiều, con sẽ dần hình thành một cái phản xạ giao tiếp. Đó là khi mà được hỏi thì mình sẽ trả lời và nâng cao lên thì sau này con sẽ chủ động giao tiếp với mình ba mẹ nhé. Thứ sáu, đó là ba mẹ tập trung quá nhiều vào việc dạy cho con học nói mà không tập trung cho con chơi. Thực ra đối với trẻ thì học mà chơi, chơi mà học. Trẻ càng chơi nhiều, trẻ càng chơi thích thú thì con càng học được nhiều. Chính vì thế thay vì là ba mẹ phải rất là vất vả để mà ngồi dạy con học từng từ một thì hãy tạo nó thành những cái trò chơi và chúng ta tương tác với con trong quá trình chơi thì con sẽ nói nhanh hơn và hợp tác học nói với ba mẹ hơn. Thứ bảy, đó là ba mẹ chưa tương tác đúng cách với con. Nếu như ba mẹ còn giao tiếp với con bằng cách thường xuyên đưa ra những cái mệnh lệnh yêu cầu con phải làm theo, trong khi chơi với con chúng ta thường xuyên đưa ra những
những yêu cầu con cần phải làm theo, thì như vậy là chúng ta chưa tương tác đúng cách và sẽ làm cho con cảm thấy là không có thích chơi với ba mẹ, không có thích làm theo những cái mệnh lệnh của ba mẹ. Thay vào đó thì ba mẹ hãy thường xuyên đặt cho con những cái câu hỏi gợi mở, vừa giúp cho con hợp tác hơn, con tư duy nhiều hơn và con sẽ thích trao đổi giao tiếp với ba mẹ nhiều hơn. Trong quá trình chơi thì thay vì chúng ta yêu cầu con hãy làm như thế này như thế kia thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho con là bây giờ con muốn làm như thế nào, con muốn làm cái gì trước, làm cái gì sau, thì con sẽ phối hợp với chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi. Thông qua đó là con sẽ học nói và con cũng sẽ tư duy nhiều hơn và con cũng sẽ học được cái cách tư duy để mà giải quyết chính cái vấn đề của mình. Do đó ba mẹ muốn dạy con học nói hiệu quả thì ba mẹ hãy điều chỉnh cái cách tương tác, thay vì là đưa ra mệnh lệnh và yêu cầu con phải làm thì chúng ta sẽ gợi mở cho con nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn và định hướng cho con thông qua những câu hỏi ba mẹ nhé. Thứ tám đó là không kiên trì kiên nhẫn, không kiên nhẫn khi mà lắng nghe con trả lời, không kiên nhẫn trong quá trình tập nói với con và không kiên trì áp dụng các phương pháp trong một cái khoảng thời gian kéo dài thì cũng sẽ không tạo ra được cái hiệu quả tốt trong việc dạy nói cho con. Dạy nói cho con là một cái quá trình dài và rất cần có cái sự kiên nhẫn, rất cần có sự kiên trì. Chính vì thế mà ba mẹ hãy chuẩn bị một cái tâm lý kiên trì kiên nhẫn đồng hành với con trong quá trình mà con học nói nhé. Sai lầm thứ 9 đó là chúng ta có quá ít thời gian để dạy con học nói. Thông thường thì chúng ta chỉ tập trung dạy con học nói khi mà chúng ta có thời gian rảnh, sau khi làm xong tất cả những công việc nhà, sau khi làm xong công việc. Tuy nhiên nếu như vậy thì cái thời gian mà con học nói sẽ rất là ít ỏi. Ba mẹ sẽ không có tạo ra được nhiều hiệu quả. Ba mẹ hãy tăng cường cái thời gian dạy nói cho con nhiều hơn, dạy nói trong khi là con đang sinh hoạt nè, dạy nói khi con chơi, dạy nói khi con đọc sách, dạy nói khi mà chúng ta đưa con đi siêu thị, đưa con ra ngoài, vân vân, và dạy nói trong cái quá trình chúng ta giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với con. Thì như vậy con sẽ được kích thích ngôn ngữ liên tục, giúp cho con nhanh nói và con biết được nhiều những cái từ vựng. Và khi mà ba mẹ càng tăng thời gian ba mẹ dạy nói cho con ấy thì con sẽ cải thiện rất nhanh tốc độ học nói. Và sai lầm thứ 10 đó là ba mẹ không có triệt để giải quyết những cái nguyên nhân đến từ môi trường khiến cho con chậm nói. Đó là ba mẹ vẫn cho con xem tivi nhiều hơn 1,5 tiếng một ngày, hay là ba mẹ mà vẫn dễ dàng đáp ứng khi mà con chỉ tay đòi hỏi những cái nhu cầu của mình mà con không sử dụng ngôn ngữ nói. Thì ba mẹ hãy triệt để giải quyết hai cái yếu tố này. Thứ nhất đó là chỉ cho con xem tivi dưới 1 tiếng rưỡi một ngày, và thứ hai đó là chúng ta sẽ thống nhất với con là khi mà con muốn một điều gì đó thì con hãy nói chuyện với ba mẹ để ba mẹ giúp con lấy, còn nếu như con không nói thì ba mẹ sẽ không vội vàng đáp ứng nhé. Ba mẹ hãy tránh 10 cái sai lầm này trong quá trình dạy nói cho con. Và ba mẹ hãy xem thêm những cái hướng dẫn dạy con học nói hiệu quả ở trên group Mẹ Việt chữa con chậm nói tại nhà trên Facebook. Nếu như ba mẹ cần hỗ trợ về những cái sách đồ chơi dành cho các bé chậm nói, dành cho các bé trong độ tuổi tập nói thì hãy liên hệ shop mẹ việt.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ.